Ok, chào lại mọi người. Thì hôm nay chia sẻ câu chuyện này thật thật sự á, tôi qua nói thật sự mọi người, tôi qua cứ sáng giờ nguyên ngày hôm nay tôi qua chỉ cứ nhớ tới cái thằng hộ pháp Kim Cang là tôi qua cười. Thật sự. Cười là cười cái gì? Bởi vì nhớ mọi người thấy không, nhớ cái đoạn mà xuất hiện cái đoạn clip mà có cái con mụ mà cứ ôm chân nó vào quỳ lạy vái nó đó, rồi vuốt chân vuốt tay nó, rồi xin nó nước cái gì đó, rồi rồi chờ xoa lên mặt, chét lên đầu, chét lên tóc. Tôi qua nói thật. Bây giờ có con mụ đó mà nhìn lại cái hình ảnh của thằng Kim Cang, nó vô trong quán phở, nó ngồi nó ăn thì không biết con mụ đó trốn đi đâu nữa, thật sự không biết trốn đi đâu luôn. Rồi thêm một cái nữa nè mọi người, ở đây nè, tôi quay xin dẫn chứng cho mọi người thấy rõ nha, cái trường hợp gọi là mà những cái thành phần gọi là ủng hộ bên tòa hay đi phản bác mọi người về vấn đề là tại sao ông để cho ông yên ông tu đi phá ông làm gì, thì bây giờ mọi người nhìn lại cái hình ảnh cái thằng hộ pháp Kim Cang đó, mọi người nhìn xem ai đang phá Thích Minh Tuệ, ai đang bán bổ Phật giáo, mọi người thấy không? Cái hình ảnh đó, mọi người thấy trên mạng đó là gì? Nó vào quán phở nó ăn nha, vào ăn phở đó ăn, nếu mà so với Phật giáo là đã phạm giới rồi đúng không ạ? Mà nó còn còn có hành động nó chấp cái tay lên á, theo cái kiểu mà mình hiểu gọi là gì? A Di Đà Phật, đúng không mọi người? Đúng không? Mọi người thử nhìn lại cái tấm ảnh đó đi, rõ ràng chưa? Đó, hộ pháp của mấy người đó, Kim Cang của mấy người đó, Kim Cang của cái đám YouTube đó, hộ pháp cho sư, cho thầy, cho sư phụ của cái đám YouTube đó. Mọi người nhìn, mọi người chấp nhận được không? Thơ Quang mặc dù không theo đạo Phật nhưng mà Thơ Quang thấy như vậy là Thơ Quang cảm thấy là không chấp nhận được, bởi vì sao? Đó là cái hành vi bán bổ tôn giáo, rõ ràng chưa? Bởi vì cái câu chuyện bây giờ ok, bây giờ cái chuyện của Thích Minh Tuệ đã xong, nó không đi theo nữa, nó đi về, nó trở thành giống như chúng ta, nó trở về làm người công dân bình thường đi, nó vô ăn phở thì thật ra cũng chẳng có gì lộn ảo, nhưng cái hành vi gọi là nó mang lên mà nhạo báng á, nhạo báng Phật giáo với nhạo báng tới này tới nọ đó, nó giơ cái tay lên nó A Di Đà Phật, nó đi ăn phở đó. Cái đó mới là đáng lên án, theo Thơ Quan cái đó mới là đáng lên án, đúng không mọi người? Đó, những trường hợp đó, đó thì những người ủng hộ Thích Minh Tuệ đó, ủng hộ gọi là chân lý gì đó, chiếu sáng gì đó, tại sao không lên án những trường hợp đó? Như hôm qua đã từng nói những cái live trước, ông Thích Minh Tuệ đã khẳng định ông ta không cần ai đi theo và ông ta cũng chẳng có ai là đệ tử gì hết, ông ta chỉ muốn thực hiện cái tâm nguyện của ông ta, đó là gì? Rèn luyện, rèn luyện và đi tìm hiểu một cái gì đó mà ông ta cho rằng chân lý. Nói đúng ra là ông ta khẳng định ngay và luôn ông ta là một thân một mình, không vướng bận đến ai cả. Vậy tại sao những cái trường hợp đó bu bám theo đó thì những người ủng hộ ông Thích Minh Tuệ sao không lên án? Những trường hợp đó mới là phá ông Thích Minh Tuệ đó, rõ ràng chưa? Và để có ngày hôm nay luôn đó, đúng không? Vẫn không thấy được cái nick Vũ Huy ta. Vũ Huy bấm gửi yêu cầu đi, Vũ Huy bấm bên trái màn hình nó có cái nút gửi yêu cầu á, yêu cầu tham gia, nó bấm vô thì mình anh mới thấy được, anh mới đưa lên được. Còn bây giờ anh vô cái phần mời cũng không thấy nữa, ràng chưa? Cái trường hợp đó mới là phá, chúng ta phải rõ ràng ra chứ. Còn bây giờ cái chuyện như Quang nói rồi, cái một cái hiện tượng gì, một cái điều gì nó xảy ra ở xã hội, trên mạng xã hội, thì những người dân họ sử dụng mạng xã hội, họ có quyền đưa ra cái góc nhìn cá nhân của họ chứ, đúng không? Có liên quan gì tới ông Thích Minh Tuệ đâu, và cả ông Thích Minh, cá nhân ông Thích Minh Tuệ cũng chẳng sử dụng mạng xã hội, thì ông biết cái gì đâu mà những người ủng hộ Thích Minh Tuệ cứ đi vào những cái nơi đó thì là cho rằng là người ta đang phá. Mọi người thấy mắc cười không? Chính những cái tập thể, những cái cá nhân mà bu bám theo ông Thích Minh Tuệ mới là những thành phần phá Thích Minh Tuệ, phá cái chuyện pháp tu của Thích Minh Tuệ đó. Thì những con người ủng hộ Thích Minh Tuệ thì lại không chịu lên án đâu. Thấy mắc cười chưa? Nếu nha, bây giờ mình nói câu chuyện tới ngày hôm nay là ông Thích Minh Tuệ ông tuyên bố là ông dừng, ông không đi tu nữa, ông không đi tu tập nữa hay là đi hành khất gì nữa nha, thì sâu xa câu chuyện bên trong chúng ta chưa biết như thế nào thì Thơ Quang không dám nói, nhưng mà rõ ràng cái hình ảnh bên ngoài đó là gì, đúng không? Thì Thơ Quang chỉ nhìn theo hướng tích cực của mình thôi nha, nhìn theo hướng tích cực của mình đó là gì, thì ông ta ý thức được rằng những ngày qua đi có những cái đám đông nó làm như thế vậy, nó gây lên xáo trộn xã hội vân vân, mà ông ta đuổi thì ông ta lại đuổi không được, đúng chưa? Ông ta đuổi thì ông ta lại đuổi không được,
Thì bây giờ vấn đề là có thể ông ta nhìn cái cảnh đó ông ta ngán ngẩm quá, và cái chuyện ông ta ý thức được rằng cái việc của mình là chủ thể gây ra cái hệ lụy đó không không tốt cho xã hội, không tốt cho gọi là chúng sanh gì đi, thì ông ta dừng lại, ông ta không thực hiện tiếp, đúng không? Thì rõ ràng là gì, là chúng ta có thể thấy được rằng là cá nhân ông Thích Minh Tuệ cũng thấy được những thành phần gọi là phá phá cái chuyện gọi là tu tập của ông, là những cái con người đó đó, là những cái đám đông đó đó. Tôi qua xin hỏi mọi người, chứ bây giờ thí dụ đã tu là người ta muốn cái gì? Một cái nơi nó thanh tịnh, nó yên yên ả để người ta tập tập trung, người ta chú tâm vào cái việc đó. Thưa quan họ mọi người, chứ bây giờ nha, đừng có nói gì, bây giờ thí dụ những người theo đạo Phật thôi ha, không có đi tu gì luôn, thí dụ như bây giờ cá nhân mọi người mà ngồi một chỗ, mọi người gọi là tụng kinh đi theo 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 cái giáo lý gì đó, theo cái đạo đạo giáo gì đó, thì xin hỏi mọi người, xung quanh mọi người có hàng trăm cái camera nó đứng, nó chỉ cái máy vào, nó quay á, nó quay cái cảnh mọi người ngồi 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 tụng kinh á, thì mọi người chấp nhận được không, có tụng được không, có làm được không? Rõ ràng chưa, đúng không? Đó, những cái cá nhân, tôi theo qua nó rồi, những cái cá nhân, những con người đó nó đang phá đó, thì những thành phần gọi là ủng hộ trên mạng nè chưa bao giờ thấy họ lên án những trường hợp đó. Vậy cuối cùng ai là đang sân, ai là đang si, ai là đang tham? Và các bạn cứ đứng trên danh nghĩa các bạn là bảo vệ thầy để cho thầy tôi yên. Ủa vậy các bạn đi bảo vệ cái gì vậy? Sao các bạn lại có cái lối tư duy ngược và cái gọi là cái nhận nhận thức rất ngược như vậy? Đúng không? Còn những cái chuyện khác thì tôi quay đã từng nói rồi. Ok, chúng ta sẽ trao đổi vào những cái chủ đề và những cái buổi live thích hợp khác nhau. Nhưng mà ở đây hôm nay thì Quang nói thẳng cho Quang Lan đang làm những cái live này để lên án gọi là cái giới truyền thông tự phát á, truyền thông tự phát, và tôi quan cho rằng là truyền thông bẩn á nha, truyền thông bẩn á là đang lên án những cái thành phần đó. Chúng ta tách rời ra hai phần cho nó dễ, đúng không? Còn cái chuyện mà của ông Thích Minh Tuệ, Thơ Quang vẫn khẳng định lại tới giờ phút này thì Thơ Quang không ý kiến, chưa ý kiến tới, chưa đề cập tới cái chuyện của cá nhân Thích Minh Tuệ. Và Thơ Quang rất rạch ròi, Thơ Quang nói mọi người chúng ta nên phân biệt rõ ràng hiện tượng Thích Minh Tuệ với Thích Minh Tuệ, hai cái khác nhau. Nói túm lại bây giờ giải tán hết rồi hả anh? Thì và tinh thần hôm nay thì mình thấy là như vậy, được ra hiểu không? Bởi vì nói gì thì nói, thì chúng ta có hình dung như thế này nè, một cái ổ mối, đúng không, một ổ mối thì nó không còn con mối chúa nữa thì những con mối kia nó sẽ thế nào, vậy thôi, thì tạm thời nó là như vậy. Nhưng mà vẫn có đâu đó cũng cái chuyện mà có vài nơi cái cố chấp gì đó, à, cố chấp đi đó đi theo, thì cái chuyện đó thì cũng dễ hiểu thôi, mà tạm thời là như vậy. Thì cũng hồi sáng là bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam họ cũng đã công bố rồi, là cái nguyện vọng của ông Lên Tú á, là dừng lại không đi nữa, và đã thực hiện cái việc gọi là cái trách nhiệm công dân, đó là gì, à, đi làm căn cước công dân, đi làm căn cước công dân rồi, à, tiếp theo như thế nào nữa thì chúng ta chờ thêm thôi, diễn biến nó sẽ ra sao thế nào thì chúng ta chờ thêm thôi. Nhưng mà cá nhân mình nha, cá nhân mình cũng mong rằng ví dụ Lên Tú là cũng nên dừng lại thời gian đi nha, nếu còn còn nếu mà ông ta thực sự á nếu nếu Lên Tú thực sự mà có cái mong muốn, mong muốn cái quyết tâm thực hiện gọi là cái pháp tu hạnh đầu đà gì đó theo cái nguyện vọng ý chí cá nhân của Lên Tú, thì mình không đành, nhưng mà theo mình nghĩ như thế này thì những người thì mong không biết là ý kiến của mọi người ra sao thôi nha, mình chỉ đưa ra ý kiến cá nhân của mình, đó là gì, cái việc đầu tiên Lên Tú làm hôm nay làm thấy ok đó, đó là gì, dừng lại đi làm căn cước công dân. À, đã chứng minh là một công dân của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi đã, thực hiện tốt trách nhiệm của một công dân trước đi cái đã, cái đó cái nhất. Cái thứ hai là nếu Lên Tú còn muốn quyết tâm và thực hiện ý chí đi đi tu tập gì đó thì nên bước tiếp theo là nên vào một ngôi chùa nào đó, vào một ngôi chùa nào đó, à, để học các thầy, à, các trụ trì, và trong thời gian học gì đó thì họ mới có những cái gì gọi là thụ phong hay sắc phong gì, sắc phong hả, hay là sắc phong cho cái chức danh gì đó, hay là cái pháp danh gì đó,
và thừa nhận là một thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đi, đúng không? Rồi trong quá trình học như vậy có thể lên tú phát biểu với trụ trì hay là với giáo hội gì đó, con ha, con có cái mong muốn, con có mong muốn là thực hiện một cái pháp tu gì đó trong Phật pháp truyền đạt từ bao năm qua, đúng không? Bây giờ con mong muốn là sư thầy hay là trụ trì gì đó cho phép con được thực hiện cái pháp tu đó, thì mình nghĩ như vậy nó phù hợp hơn, mình thấy như vậy nó đúng hơn đó. Cái đó là cá nhân mình nha, đó cá nhân mình nhìn nhận nha. Thấy thằng cha hộ pháp khất thực trong quán phở là em nghi nghi nhưng chưa chắc, chắc cũng thèm phở quá rồi nó đó chứ việc đây nghi gì nữa mà nghi. Thì bây giờ cái chuyện là mấy bữa trước thì lên hình lên sóng đúng không, lên hình lên sóng lúc nào cũng được lên hình lên sóng thì còn giữ phong thái ha, còn giữ phong thái. Còn bây giờ thầy đi rồi, thầy đã từ bỏ rồi, thầy đã dừng lại rồi thì đi theo ai bây giờ? Thì cởi áo giục nồi cơm vậy thôi, mà đói quá thì cũng thèm phở chứ nó sao à? Thèm phở thôi gì đâu, bình thường còn chán cơm thèm phở nữa, không chi là suốt bao ngày trời rong ruổi suốt chặng đường dài, phải không? Nói gì trong quá trình đi, thí dụ như cá nhân Thích Minh Tuệ thì mình không nói đi, tại vì cá nhân Thích Minh Tuệ đã rèn luyện rồi đúng không, có quá trình rèn luyện thì mình không nói. Còn những thành phần là còn những thành phần bu bám sau này mình nói thẳng ra, mày đi ngang mà liếc ngang liếc dọc mà thấy hàng quán ăn này kia kia nọ chịu gì nổi, chẳng qua là bây giờ lỡ dính vô khung hình rồi việc ra, hiểu không? Lỡ dính vô khung hình phải cố gắng gồng lên thôi, cố gắng gồng lên thôi, thấy chưa? Chỉ cần thoát thầy ra chút xíu thôi, đó không, thoát thầy, đây là thầy của họ nha, tôi quan xin nói lại, thoát thầy ra là thầy của họ, chỉ cần thoát thầy ra chút xíu thôi, thoát khỏi bớt cái cam mấy cái camera chút xíu thôi là lập tức nhảy vào tù tái chính, đúng không? Tù tái chính. Còn không biết có thêm một sợi hay là một lon bia nữa không thì mình chưa biết, nhưng mà trước trước mắt đó là phải có một tô tái chính hay là tái nạm gầu gân hay là tô đặc biệt rồi, nó chịu mắc cười à, vậy mà ok thì nó là câu chuyện nó như vậy. Thì chúng ta quay ngược lại về những thằng YouTuber trước đây xây dựng cái hình ảnh hộ pháp Kim Cang, đúng chưa? Đó chúng ta quay ngược lại mẹ cái đám YouTuber, trời ơi hộ pháp Kim Cang giống cái gì tái thế, rồi nó photo cái shop cái hình mượn bức tượng hộ pháp Kim Cang gì đó, nó ghép vô mặt này nó y chang à, này cái nọ, nó xây dựng hình ảnh mọi người thấy không? Thì tôi quan xin hỏi mọi người nha, nọ cái câu chuyện mà cái đám YouTuber đó nó xây dựng cái hình ảnh đó thôi thì có phải là cái chuyện gọi là đưa tin sai sự thật, không đúng bản chất vấn đề nữa không, đúng không? Nọ như đó thôi, tôi quan nói thật, nọ như đó thôi là có phải là đưa tin là không đúng sự thật không? Còn hai chứng nữa hả Minh Cường? Đúng không? Nó thì cái chỉ cần nói về chúng ta căn cứ vào cái gì đó là đủ, có yếu tố đủ yếu tố để kết luận là cái tụi YouTuber này đưa tin sai sự thật rồi. Sai sự thật, thêm thêm cái sai sự thật nữa là gì đó, rồi rõ ràng Lê Anh Tú họ đâu, Lê Anh Tú đâu có thừa nhận là có đệ tử, đâu có thừa nhận là phải là có sơ thu nạp đệ tử rồi người này người kia đi theo đâu, mà một miệng tụi này nó phát biểu ra giống như thằng hộ pháp Kim Cang đó, đó phát biểu ra là luôn là một là thầy tôi, hai là sư phụ tôi bảo thế này, ba là thầy tôi bảo chúng tôi thế kia, rồi đứng ra tự nhiên ngăn cản không cho người này vào hoặc là cho người kia vào gặp thầy. Ủa mắc cười vậy, đúng không? Thì đó chúng ta càng quay lại vấn đề là mẹ vai trò của mấy YouTuber, thấy chưa? Và chúng ta đặt vấn đề nè, những ông YouTuber xây dựng hình ảnh đó, đặt những cái điều đó, nhét chữ vào mồm những cái con người đó với câu chuyện đó với mục đích gì? Nói thẳng ra luôn là những YouTuber đưa những thông tin sai sự thật, không đúng bản chất vấn đề với mục đích gì, đúng không? Nhưng mình từng nói rồi, cái chuyện khi 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 cái tăng đoàn của mấy ông đó bước qua đi qua về tỉnh Quảng Trị đó, nãy Trung có nói đó, thì cái chuyện là cái trách nhiệm của cảnh sát giao thông là gì? Họ phải ra họ để quán xuyến tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông, họ điều tiết, thì nó lại lên clip nó ca tụng, nó bảo rằng trời ơi cái chính quyền Quảng Trị bị tốt quá đẹp quá, đưa cả đoàn cảnh xe cảnh sát giao thông ra đón tiếp thầy, nghe mắc cười không? Thấy chưa?
cái điều đó có phải là đưa thông tin sai sự thật chưa? Thấy không? Và vừa rồi vừa chiều nay mọi người cũng xem tin rồi đó, đã xử phạt một YouTuber với là gì, những động thái gọi là đưa bài, đưa giật tiết câu view cực căng rồi thế này, rồi công an thế kia bla 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 bla. Có đúng sự thật không? Có đúng bản chất vấn đề nó đang xảy ra hay không? Thì đưa với mục đích gì cũng cần làm rõ. Chào Long Thủy, đúng không? Ví dụ có thể và khi về 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 phường làm việc đó thì chưa có chứng cứ rõ ràng thì bước đầu tiên là gì? Em chủ yếu là câu view, kiếm kiếm like thôi chứ em không có ý đồ gì cả, đúng không? Thì nó chưa đủ cơ sở thì dĩ nhiên là cơ quan chức năng họ chỉ xử phạt hành chính thôi. Mà mức xử phạt hành chính hiện nay là coi như chúng ta thấy là gì, vấn đề gọi là đưa tin không đúng sai sự thật á, thì nó cao lắm, nó chỉ 7,5 triệu. Mà trong khi nó làm nội dung một clip của nó lại thu nhập bao nhiêu, đâm ra 7,5 triệu, đâm ra tụi này nó nhờ. Thưa quan nói thật, cái đám YouTuber này nó nhờ. Cá nhân thưa quan rất mong rằng là nên điều chỉnh lại, điều chỉnh lại mức phạt, và quan trọng luôn đưa luôn yếu tố hình sự vào luôn. Đưa luôn yếu tố hình sự vào luôn nha. Nếu đủ cơ sở, đủ chứng cứ pháp lý, xử lý hình sự luôn, chứ không có phạt hành chính như này hoài hoài. Tụi này nó lờn, nó đã lờn lần này được thì những lần sau nó cũng vậy à. Bởi vì bây giờ mình nói ví dụ nha, tôi quan nói ví dụ đi, nó làm theo đơn đặt hàng đi, đúng chưa? Nó làm theo đơn đặt hàng, ai đặt hàng nó theo làm cái nội dung đó với số tiền nó gấp mấy lần số tiền phạt thì sao, đúng chưa? Nhưng mà cái hậu quả của nội dung đó để lại rất là lớn. Lớn ở chỗ nào? Lớn là nó tác động đến một số đông người dân sẽ có quan điểm lệch lạc và có những góc nhìn không đúng đắn, gây ra một cái điều tiêu cực cho xã hội, đúng không? Thì với giá đó thì tụi nó sẵn sàng tụi nó đánh đổi thôi. Tụi nó đánh đổi thì tụi nó đâu có sợ, bởi vì tụi nó làm cái này tụi nó đâu có vì ai, nó vì bản thân tụi nó là vì tiền. Nó bất chấp còn ai bị cái gì xảy ra ra sao tụi nó đâu quan tâm, đúng chưa? Như vừa rồi á, trong cái chuyện đó mọi người thấy rồi, một cá nhân từ Mỹ về đó, đi theo đó, sốc nhiệt tử vong đó, thì nó đâu quan tâm đâu, đâu quan tâm đâu, thấy không? Thay vì nó làm những nội dung nó đưa cái hình ảnh đó, nó lên tiếng, nó mang tiếng gọi là cảnh báo những người có ý định muốn tham gia là phải nên cân nhắc kỹ, thì cái đó mới đúng chứ, đúng chưa? Còn cái này đó, mọi người thấy rõ ràng đâu quan tâm đâu, ông nào sốc nhiệt rớt lại ráng chịu, chết cũng ráng chịu, tại mấy người đi theo mà tôi đâu có kêu đâu. Nhưng mà rõ ràng là đúng cái nội dung của mấy người tác động khiến người ta đi theo, khiến người ta hiểu sai. Hiểu sai hay là gì? Hiểu sai chỉ là một cá nhân đang muốn rèn luyện nha, muốn rèn luyện thôi. Mà mấy người xây dựng lên là thánh sống, Phật tái thế, ngàn năm có một, 4.000 năm có một, 2.000 năm có một, đúng không? Thì cái vấn đề đó rõ ràng là vấn đề là mấy người phải chịu trách nhiệm chứ. Chứ mấy người đâu thể nói là ok tôi nói vậy là còn ai muốn nghe em theo là đâu có được. Cho nên cá nhân tôi quan rõ ràng là rất mong muốn sau cái vụ này á nha, sau cái vụ này thì chính quyền nên có những cái nghiên cứu chỉnh sửa lại cái khung pháp lý, nâng lên cao hơn mức phạt là một, đủ yếu tố cấu thành hình sự, xử lý hình sự luôn. Chứ để tụi này nó lờn mặt, tụi này nó lờn. Mà nó đã lờn rồi á, ha, một lần nó làm được thì chắc chắn những lần sau nó sẽ làm được, nó làm nữa. Nó làm nữa bởi vì như tôi qua nói bây giờ ok, chứ bỏ 10 triệu ra nộp phạt nhưng mà bù lại lấy được 50 triệu, 100 triệu vẫn lời. Vẫn lời. Đúng không? Cho nên cái với cái thời buổi mà gọi là công nghệ số này á, thời buổi 4.0 này á, thật sự cái vai trò của cái đám gọi là truyền thông tự phát, truyền thông bẩn cũng nguy hiểm lắm, chứ không có vừa. Chào anh Phạm bác sĩ. Làm cho người dân hiếu kỳ, thiếu hiểu biết, đi theo làm hỗn loạn mạng xã hội, làm ảnh hưởng đến
chính quyền địa phương sở tại, đúng không Thủy? Đúng không? Cái vai trò gọi là cái đám truyền thông đưa tin đó, nó không thể chối bỏ được, nó không thể phủ nhận được trách nhiệm của nó. Chẳng qua đây là gì? Nó lợi dụng vào cái gì? Cái lằn ranh đó mọi người, lằn ranh giữa tự do ngôn luận, tự do thông tin nha. Chúng ta nên hiểu là thời gian này là gì, nó đang lợi dụng vào cái khoảng hở đó. Khoảng hở là gì? Cụ thể là cái khung pháp lý nó chưa rõ ràng, nó chưa chặt chẽ, thì nó cho rằng là nó có quyền làm những điều đó. Bởi vì khi kêu nó lên á, khi mời nó lên làm việc, phân tích ra cái sai cái đúng của nó, thì cùng lắm nó em sai rồi, em lỡ rồi, em do em thiếu hiểu biết, thấy không? Mong cơ quan chức năng nhà nước thông cảm. À, nhà vô chứ cơ quan nhà nước thông cảm, giờ căn cứ vô cái mức xử phạt. À, ok, giờ cái lỗi của em vậy, giờ anh phạt em 7,5 triệu, chịu không? Dạ, bà 7,5 triệu em phạt, em nộp. Thì nó là chưa? Nhưng mà cái tác động giống như Long Thủy nó tác động để lại cho xã hội, chúng ta thấy rất là rõ rồi, rất là lớn chứ đâu có nhỏ đâu. Đừng có nói cái gì hết, bây giờ cơ quan chưa đề cập tới vấn đề sốc nhiệt hay là tử vong gì cả nha, cơ quan chỉ đề cập tới cái vấn đề ùn tắc giao thông thôi. Mọi người cứ hình dung xem, bây giờ thí dụ cái đoàn cái ùn tắc giao thông nó gây ảnh hưởng tới cái gì? Những doanh nghiệp làm ăn kinh tế, chuyên chở hàng hóa. Cơ quan đặt ví dụ những trường hợp đó có những cái container, có những chuyến hàng nó ra cảng bị trễ, nó không thể lên tàu được, thì có phải là doanh nghiệp đó thiệt hại về vấn đề phải bồi thường cái hợp đồng đó cho đối tác hay không? Đúng chưa? Là có những cái đơn hàng, những cái chuyến hàng, những cái container gọi là hàng mang tính gọi là đông lạnh hay bằng gì đó, trong quá trình nó chậm trễ như vậy, nó xảy ra hư hao thiệt hại. Rõ ràng chưa? Mà rõ ràng cái tác nhân gây ra cái điều đó là cái đám đông bộ hành cản trở cái lưu sự lưu thông của người khác. Rõ ràng không? Lớn sao không lớn? Thì mọi người chúng ta chỉ nhìn, không nhìn sâu vào vấn đề, chúng ta chỉ nhìn đơn giản ở thế này thế nọ thôi. Kẹt xe thì đâu chẳng kẹt, cơ quan đồng ý kẹt xe đâu chẳng kẹt, kẹt xe với cái gọi là vấn đề khách quan nó khác, còn với vấn đề chủ quan nó hoàn toàn khác, đúng không? Rõ ràng bây giờ các anh không bu bám, các anh kéo nhau cái rồng rắn lên mây, và các anh cứ đi cà nhân cà nhang, thì xe nào người ta chạy được? Và một xe nó đã dừng lại rồi, thiệt hại kinh tế, mọi người cứ tính đi, nó thiệt hại kinh tế cho các doanh nghiệp nha, ở đó là biết bao nhiêu. Và đây thì qua chưa nói tới vấn đề là nhiên liệu nữa đó. Hoặc trường hợp thí dụ như xe cứu thương cấp cứu hoặc xe chữa cháy, phòng cháy chữa cháy đang trên đường làm nhiệm vụ thì thế nào? Mà rõ ràng câu chuyện đó là gì? Một tay cái đám truyền thông tự phát nó dựng lên, nó tạo ra, thấy chưa? Cho nên là cái khung pháp lý nó còn, theo quan thấy còn lỏng, lỏng là nhẹ lắm. Bố mẹ không phụng dưỡng vái lại mà đi vái lại người dân thật là quá xàm. Một khi họ đã u mê rồi, lắm thì họ đã u mê rồi thì chẳng có cha mẹ gia đình nào với họ là cả. Chỉ thực hiện theo gọi là cái ý chí quyết tâm của họ, là đam mê và là say đắm trong cái chuyện gì đó thôi, đó là u mê rồi, còn nhận biết gì nữa, mọi người thấy không nha? Còn cái chuyện đó anh Long Thủy nói thì em đề cập lại đó, cái chuyện mà cái con mụ mà lạy cái thằng Kim Cang ấy. Về hình ảnh chúng ta thấy như vậy, nhưng mà chúng ta chưa thấy rõ ràng như thế nào. Nhưng mà chúng ta có quyền đặt vấn đề thêm một cái vấn đề khác, đó là gì? Biết đâu đó là gì, chủ kênh đó, thằng chủ kênh nó đang quay cái nội dung đó, nó bỏ tiền ra, nó thuê người ta làm như vậy thì sao, đúng không? Thuê một người nào đó làm như vậy thì sao? Chúng ta có quyền đặt vấn đề chứ. Bởi vì một điều quá vô lý, quá vô lý, một điều quá vô lý, quá bất hợp lý mà họ làm, chỉ có hai vấn đề thôi. Một là quá u mê, quá mê muội, còn hai nữa vì một cái gì đó nên họ làm. Ok, vậy ha mọi người ha.
Thì thân Quang sẽ xin dừng dừng cái buổi live tại đây và hẹn gặp lại mọi người vào cái buổi live lần sau. Nếu mà chúng ta có chia sẻ gì thêm, cơ quan thực thi pháp luật xử lý như vậy là tuyệt vời, khôn khéo, đúng rồi. Thì nói chung mọi người thấy rồi, ok, thì họ cử người ra để điều tiết giao thông, điều hành công việc, đảm bảo cho các bên, đảm bảo cao cho các bên, nhưng mà vấn đề gọi là ùn tắc giao thông, là chậm trễ giao thông vẫn có xảy ra. Mình chưa tính tới vấn đề là sốc nhiệt, sốc này kia, đó ta bỏ qua một bên. Rồi, ok, vậy ha mọi người ha. Xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.